xin sư cho con xin một số thông tin về giới luật của tu nữ việc xuất gia nhưng vẫn ở với bố mẹ thì có phạm giới hay không hay việc xuất gia nhưng vẫn ở nhà thuê hiện tại trung tâm tu học cho tu nữ không nhiều vậy thì làm sao để có thể vẫn xuất gia mà vẫn yên tâm thiền tập à, quý vị có nghiên cứu về cái tu nữ thì quý vị thấy nó có một chuyện đó là gì tu nữ giữ tám giới thôi giữ tám giới nhưng mà tu nữ họ hơn cái người giữ bác quan trai một chỗ đó là họ xuất gia tức là sống đời sống không gia đình à còn nếu như mà mình <laughs> làm tu nữ mà mình vẫn ở chung với gia đình thì nó nó khác gì với người giữ tám giới thì như vậy mình không gọi là tu nữ mình gọi là cái người thọ bác quan trai mà nói cho vui vậy thôi chứ giờ kiếm tu nữ mà giữ tám giới thì cũng nhiều lúc thì nó cũng hơi căng nha à. <laughs> bị nói nói về bà không không, không nấu cơm ăn mệt nữa Đâu rồi cho coi câu hỏi ta nói là có chồng nữa ở giá đó tất nhiên mình mình chất gia tu nữ rồi mình ở nhà với mẹ cha mẹ hay là mình ở nhà trọ đó mình nó vẫn ngon hơn là nó vẫn nó vẫn đỡ hơn là mình ở nhà không không có tu nhưng mà không có nên quý biết cái câu là tăng đi chúng tăng tàn hổ ly sơ hổ bại mình mới tu mình biết cái gì mình ở nhà mình ở nhà rồi mình làm sao mình tu rồi ai chỉ dạy mình thầy tới độ không lẽ về nhà mình dạy mình yeah. À, làm sao mà mình à, hành những cái pháp à, được? À, phải phải ở, ở chùa tu là phải à, ở chùa phải ở trong tăng đoàn rồi các vị tỳ kheo làm sao chỉ dạy mình rồi à, hiện tại trung tâm tu học cho tu nữ không nhiều vậy làm sao có thể xuất gia mà vẫn yên tâm không nhiều là tại mình không biết chứ không nhiều là tại nó không nhiều giờ các chùa vẫn có tu nữ thôi chùa tăng nhưng mà vẫn có tu nữ từ ví dụ như mình thấy là ở ở viên không ni ở huế nè rồi ở vĩnh long có có chùa như pháp cũng có ni bên nam tông á tu nữ bên nam tông Mười... tu nữ khác thì kêu ni nghe tu nữ không có tiền đâu có tiền không đi à rồi, 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 rồi cũng có thể là mình, mình sang Myanmar mình ghé mình xuất gia tu nữ và các chùa hiện tại các chùa nam tông chùa nào cũng có tu nữ hết không phải là chỉ có chùa có tăng thôi mình có thể đi vào mình xin sức gia tu nữ chùa có thể nhận nhưng mà tốt nhất là không có nên tu mà mình nếu mình sắp xếp được á mình đi nhiều cha mẹ mình bệnh hay là mình sao đó hay là mình mình mình, mình con mình còn nhỏ mình chưa có đi tu được á thì phải sắp xếp phải sắp xếp mình phải hà nán lại bớt để mình lo cái gia đình trước rồi mình mới đi tu được thì khi mình tu rồi làm sao mình dụ mình bằng ở nhà trọ đi mình nuôi đứa con nhỏ mình xuất gia rồi sao mình đi làm mình nuôi đứa con ăn học cái ở nhà với vị cái sự chung trả với người thế nó rất là khó để tu tôi có một vị sư huynh sư huynh ông có đứa con thì ổng tu ổng tu rồi ổng cũng đem đứa con cho chùa cho nó tu luôn mà lúc trước lúc đầu thời gian đầu mình biết khi mà tu nó thằng con này là đứa con này nó mười mười bốn mươi lăm tuổi lúc đó đi tu lúc đầu nó đòi về nhà hoài rồi cái sinh nhật rồi về nhà tết rồi về nhà cái năm năm nay là tết năm nay ba nó cũng tính là à, lên đi về nhà cái điện thoại nó, nó vợ con muốn về Nó muốn xa huynh đệ về nhà làm biến lắm khi nào mà mình tu mình cảm thấy về nhà nó chán quá đó là mình 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 ở mình tu mới được mình mới ở chùa được còn mình tu mà cứ ba bữa nhớ mẹ ăn lần hai bữa về nhà ăn lần là, là <laughs> mèo lắm cái này giống như mình tu chơi sư cũng gặp uh, cái này á, thì nó thiệt á, là nam thì không có không có nhiều vấn đề như là người nữ sư gặp mấy một vài cô tu nữ á, thích về nhà hình như là họ gọi là không có kiên um, cố được trong cái chuyện gọi là cắt ái ly gia họ không có khó mà ý thức được cái chuyện là tôi đi tu rồi đó là tôi là người tu chứ tôi không còn là người đời thành ra sư thấy uh, tu nữ thăm nhà hơi bị nhiều uh, nhưng mà uh, mấy ông sư ấy, uh, thì hiếm Chút <laughs>